ngày 5 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Công Hùng, sinh năm 1980, trú ở đội 9 xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội về tội giết người. Bị hại trong vụ án là anh Kim Ngọc Hắc, sinh năm 1976, đã tử vong và anh Phạm Văn Kiên, sinh năm 1982 ở cùng địa chỉ với bị cáo. Cáo trạng nêu rõ, khoảng 22 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2016, anh Nguyễn Văn Công, sinh năm 1989, trú cùng địa chỉ với anh Hát, chở Hát đi uống nước. Trên đường đi, anh Hát gặp Nguyễn Hữu Cường, sinh năm 1978, người cùng xã, liền bảo với anh Công dừng xe rồi tiến tới cho anh Cường hỏi, chúng mày có lấy máy bơm của tao không? Người đàn ông kia liên tục khẳng định em không lấy. Đúng lúc đó, Nguyễn Công Hùng đi xe máy đến thấy Nguyễn Hữu Cường là cậu của Hùng đang bị anh Hát chửi bới, liền tiến lại can ngăn. Hùng bị anh Hát chỉ tay quát tháo cho rằng hai cậu cháu Hùng là thủ phạm trộm chiếc máy bơm nước nhà mình. Cự cãi một lúc, anh Cường sợ hãi nên lẩn về nhà. Trong lúc đó, anh Hát lao vào đấm một cú đau điếng khiến Hùng ngã rúi rụi xuống đường. Đúng lúc này, Hùng nhìn thấy một con dao gấp dài khoảng hơn 20cm được cho là rơi từ người anh Hát xuống đất nên đã chộp lấy. Hùng dùng chính con dao này đâm hai nhát vào người anh Hát. Cùng thời điểm, anh Phạm Văn Kiên đi chơi về thấy đánh nhau, liền chạy vào căn ngăn cũng bị Hùng dùng dao đâm một nhát vào mạn sườn bên trái. Cả hai nạn nhân đều được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Do vết thương quá nặng, anh Hát đã tử vong. Gây án xong, Hùng bỏ trốn vào nhà hàng xóm cất giấu hung khí. Chưa đầy 2 tiếng sau đó, Hùng đã đến công an đầu thú. Tại phiên tòa hôm nay, Hùng thành khẩn khai nhận toàn bộ tội trạng như viện kiểm soát đã truy tố.